dự án Chánh Mỹ, có đường bê tông rộng 4m, hai xe có thể né nhau. Em tên Minh, đến từ Hàng Poland, và sau đây em xin giới thiệu với mọi người một số sản phẩm mà công ty bên em đang phân phối. Thì ngay bên cạnh em đây gồm có 3 lô đất ở Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ, có vị trí đẹp, đường bê tông 4m, sổ hồng riêng từng nền. Nếu mà anh chị có xây dựng thì bên em sẽ tặng cho anh chị một cái giấy phép xây dựng và một cái bản vẽ xây dựng